Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Truyền thông nhà nước và quân đội của Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ đe dọa đến an ninh toàn cầu, sau khi Reuters đưa tin là công ty SpaceX đang chế tạo đến hàng trăm vệ tinh do thám cho Hoa Thịnh Đốn. Theo nguồn tin của Reuters, đơn vị Starshield thuộc về SpaceX đang phát triển mạng lưới vệ tinh theo hợp đồng trị giá là 1,8 tỷ Mỹ Kim với Văn phòng Trinh sát Quốc gia Hoa Kỳ, tức là NRO. Trước thông tin nói trên, thì mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào hôm 19 tháng 3 nói rằng chương trình SpaceX đã vạch trần tiêu chuẩn kép của Mỹ. Bắc Kinh nhắc lại việc trước đó Hoa Thịnh Đốn cáo buộc các công ty công nghệ của Trung Quốc đe dọa đến nền an ninh của Mỹ. Ông Wang Yanan, tổng biên tập của tạp chí Aerospace Knowledge thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng dự án vệ tinh SpaceX đặt ra thách thức đối với an ninh và ổn định toàn cầu. Trước báo cáo từ Reuters, Văn phòng Trinh sát Quốc gia Hoa Kỳ đã thừa nhận sứ mệnh phát triển những hệ thống giám sát ở trên không gian, nhưng từ chối bình luận về mức độ tham gia của SpaceX. Công ty của tỷ phú Elon Musk cũng từ chối bình luận về hợp đồng với Văn phòng Trinh sát Quốc gia. SpaceX, Văn phòng Trinh sát Quốc gia Hoa Kỳ và Ngũ Giác Đài vẫn chưa lên tiếng gì về phản ứng của Trung Quốc. Tiếp theo phần tin Á Châu, Gaza đang ở mức độ nạn đói, cái chết hàng loạt sắp xảy ra. Theo báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc, dưới tác động của xung đột diễn ra hơn 5 tháng, người dân ở dải Gaza đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc. Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, tình hình ở Gaza đã đáp ứng 2/3 tiêu chí của nạn đói, chính là tình trạng thiếu lương thực nói chung và tỷ lệ suy dinh dưỡng. Tiêu chí thứ ba là tỷ lệ tử vong, nhưng hiện tại vẫn chưa có số liệu đầy đủ về các khu vực bị ảnh hưởng, gây ra những cái chết vì đói và suy dinh dưỡng. Liên Hiệp Quốc cho biết là để ngăn chặn nạn đói, đòi hỏi phải có một quyết định chính trị ngay lập tức về lệnh ngừng bắn. Đồng thời thì cần gia tăng đáng kể và ngay lập tức khả năng tiếp cận nhân đạo và thương mại cho toàn bộ người dân Gaza. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và bảo vệ dân thường, cũng như là khôi phục và cung cấp các dịch vụ y tế, nước, vệ sinh và năng lượng. Tổng cộng 1,1 triệu người Gaza, khoảng một nửa dân số, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực thảm khốc ở mức tồi tệ nhất. Khoảng 300.000 người hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong ở quy mô nạn đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ trở lại vùng Trung Đông. Đặc phái viên của Trung Quốc gặp thủ lĩnh của Hamas. Theo tờ The Guardian, trong ngày 19 tháng 3, Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc ông trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến thăm Philippines. Một trong những mục tiêu chính của chuyến đi đó là đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Do Thái và Hamas. Ngoại trưởng Blinken cho biết thỏa thuận mới sẽ tăng cường các nỗ lực viện trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời bảo đảm cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 không bao giờ lặp lại. Trong chuyến đi sắp đến, ông Blinken cũng sẽ thảo luận với các đối tác về biện pháp chấm dứt các đợt tập kích của Houthi với tàu thuyền ở trên Biển Đỏ và Vịnh Eden. Đài CNN cũng tiết lộ, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Khắc Kiện mới đây đã có cuộc gặp với thủ lĩnh của Hamas là Ismail Haniyeh ở tại Qatar. Trong cuộc gặp, giới chức hai bên đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Gaza và một số vấn đề khác. Hamas cho biết là ông Haniyeh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải chấm dứt những hoạt động quân sự của Do Thái ở dải Gaza và đồng thời tiến tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Còn về phía Trung Quốc thì ông Vương nói rằng Bắc Kinh coi Hamas là một phần của cơ cấu quốc gia Palestine. Ông Vương là nhà ngoại giao cao cấp đầu tiên được Trung Quốc gửi đến vùng Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas bùng nổ. Sập nhà khiến cho nhiều người thương vong tại tiểu bang miền đông của Ấn Độ. Ít nhất thì có 7 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ sập tòa nhà đang được xây dựng ở tiểu bang miền đông Ấn Độ vào ngày 19 tháng 3. Vụ việc xảy ra tại thủ phủ Kolkata của tiểu bang Tây Bengal. Theo các nguồn tin truyền thông thì tòa nhà này bị sập do sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì 2 kỹ sư tham gia xây dựng của tòa nhà đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi bất cẩn. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Theo một giới chức địa phương thì những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện của địa phương, trong khi một số người khác có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó thì một nhà 2 tầng cũng đã đổ sập tại tiểu bang miền Tây Maharashtra, khiến cho ít nhất là 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cựu lãnh đạo chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc bị điều tra về tham nhũng. Tờ South China Morning Post ngày 19 tháng 3 đưa tin là ủy viên trưởng chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc là Lô Dược Tiến hiện nay đang bị điều tra bởi vì nghi ngờ tham nhũng. Hãng thông tấn China News của Trung Quốc cho biết, ông Lưu bị nghi ngờ có vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và quy định của Đảng. Đây là một cách nói để chỉ những hành vi tham nhũng của giới chức nước này và hiện nay đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra, giám sát. Ông Lưu đã lãnh đạo công tác chống ma túy trong thời gian dài và chủ trì nhiều vụ án lớn quan trọng. Cuối năm 2015 thì ông được bổ nhiệm làm Ủy viên chống khủng bố của Bộ Công an, tương đương với cấp Thứ trưởng. Năm đó, lần đầu tiên Bộ Công an Trung Quốc thành lập chức vụ Ủy viên chống khủng bố sau một loạt những vụ tấn công ở trên khắp Trung Quốc. Năm 2017, ông Lưu tham gia cuộc biểu tình của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân ở khu vực phía Tây là quê hương của người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, nơi có hơn 10.000 thành viên của lực lượng này tuyên thệ chống khủng bố và duy trì ổn định xã hội. Hiện tại, chuyên mục thông tin lãnh đạo ở trên trang mạng chính thức của Bộ Công an Trung Quốc được cập nhật. Tên của ông Lô Dược Tiến hiện đã bị xóa. Tiếp theo là bản tin liên quan đến cha vợ của Thủ tướng Anh Quốc tặng cổ phần 30 triệu Mỹ Kim cho cháu là 4 tháng tuổi. Tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy, đặt cha vợ của Thủ tướng Anh Quốc Rishi Sunak, đã tặng cho cháu trai 4 tháng tuổi số cổ phần trị giá là 30 triệu Mỹ Kim. Tỷ phú Narayana Murthy là người sáng lập Infosys, hãng cung cấp dịch vụ phần mềm lớn thứ hai của Ấn Độ. Theo tạp chí Outlook India, ông Murthy đã tặng cho cháu trai 4 tháng tuổi tên là Ikagra Rohan Murthy 1.5 triệu cổ phiếu của Infosys, tương đương với 0.04% cổ phần của công ty. Ikagra Rohan Murthy là con của ông Rohan Murthy, con trai của tỷ phú Murthy. Vị tỷ phú còn có người con gái là Akshata Murthy, vợ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Cặp vợ chồng này có hai con gái là Anushka và Krishna. Công ty của tỷ phú Narayana Murthy gần đây đã bị rà soát trong một vụ liên quan trái phiếu bầu cử, một hình thức tài trợ cho các đảng phái chính trị tại Ấn Độ. Trong quý 3, Infosys báo cáo lợi nhuận ròng hợp nhất giảm 1.7%. Doanh thu hợp nhất trong cùng kỳ giảm nhẹ 0.4%. Trong khi đó, thì cổ phiếu của Infosys đã tăng 14% so với năm ngoái. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của Nam Tây Tạng. Tuy nhiên, New Delhi đã bác bỏ tuyên bố này và đồng thời khẳng định là bang Arunachal Pradesh là một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định bang Pradesh đã hiện và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra để đáp trả những bình luận gần đây của phát ngôn viên Trung Quốc là Trương Hiểu Cương. Mới đây, một phóng viên đề nghị ông Trương bình luận về thông tin đó là Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố việc mở đường hầm Sela ở Arunachal Pradesh và đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ. Ấn Độ cũng khai triển thêm 10.000 binh sĩ đến biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Trương trả lời, khu vực Tạng Nam, tức là Nam Tây Tạng, là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Trung Quốc chưa bao giờ công nhận và sẽ kiên quyết phản đối cái gọi là Arunachal Pradesh do Ấn Độ thiết lập trái phép. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các giới chức cấp cao của Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đã lập tức khai triển thêm 10.000 quân đến khu vực biên giới giáp với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước này ngày càng gia tăng. Quay sang bản tin tiếp theo cho hay là Nam Hàn đã bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ đình công. Hiệp hội Y khoa Nam Hàn cho biết là chính quyền của nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y của hai bác sĩ. Đây là lần đầu tiên mà Nam Hàn thực hiện việc này với các bác sĩ tham gia cuộc đình công kéo dài một tháng, gây ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực chăm sóc y tế của nước này. Hàng ngàn bác sĩ đã thực tập ở Nam Hàn cũng đã bắt đầu đình công vào ngày 20 tháng 2 nhằm để phản đối việc chính phủ của Nam Hàn đưa ra chương trình cải cách đào tạo ngành y, đề nghị tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 người từ năm 2025. Các bác sĩ lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y có thể ảnh hưởng tới thu nhập và địa vị xã hội của họ, đồng thời tác động tới chất lượng dịch vụ y tế. Chính phủ của Nam Hàn đã nhiều lần kêu gọi các bác sĩ quay trở lại làm việc, cảnh báo về hành động pháp lý nếu họ không tuân thủ. Nhưng tình trạng bế tắc đã gia tăng với việc các bác sĩ cấp cao cũng cảnh báo là sẽ tham gia vào cuộc đình công nếu không có cuộc đàm phán nghiêm túc nào được tiến hành.